Ui, cho xuống cho rửa sạch em ơi. À, con này ba con nhá. Ui dồi ôi. Ui trời ơi, phê chưa. Ôi ba con này. Ôi. Em nhìn này. Quá phê luôn nhá. Quá kinh luôn. Ba con nhá. Quá ui, nhìn ra rắn vào cái xác, để cái xác các bạn ơi. Cái xác kia. Hồ này. Ui, sao rồi chứ? Mẹ mất có miếng ổi rồi. Ui, xác rắn anh em ơi. Ui, ui cái xác này to con ấy. Anh em tìm giúp anh, nhau. Cầm mấy giò. Đây rồi. Đây anh em ơi. Không biết là con nằm với con nào. Con này to hơn nhá, con này to mà nhỏ. Con này chắc là con chăn đấy. Không phải chăn, con này con rắn hổ mang. Đây rồi. Đẩy cái lỗ đây, cái lỗ này. Này. Chỗ này. Đẩy cái lỗ các bạn, nhá. Mới sạch cái lỗ. Mới sạch cái lỗ. Giò mà phải máy giò. Máy giò mới nhìn thấy được. Ui này. Đấy lỗ nữa này. Đấy lỗ mình nhiều lắm, lỗ nhiều nhối. Ui này đây lỗ nữa này. Ui nhiều lỗ lắm. Thấy chưa? Nếu mà anh có máy giò cứ mất giò rắn nó sẽ kêu nhá. Đây lỗ đây thôi. Ôi trời ơi. Nhiều lắm. Vừa nhìn thấy nó bò này. Cái to này có gì nữa. Đây. Kêu ấy. Kêu rồi. Ấy ấy. Đây rồi, thấy rồi anh. Thấy rồi. Có chỉ đây rồi. Đấy. Nó kêu đấy rồi, Đấy. Đây. Này các bạn, tôi báo hiệu nhá. Từ bíp bíp này sẽ từ báo hiệu của con rắn này. Đấy chưa? Để nhảy này. Đấy. Đúng rồi. Anh em tập trung đào đây anh em ơi. Tập trung xả đấy, đào. Đây. Xả ra không ơi. Xả ra. Nào. Xả hết đoạn này ra thôi. Xả hết ra. Xả hết này ra. Ngon rồi. Anh em mình ngon rồi nhá. Đúng rồi. Kêu chỗ này kêu to kêu lắm. Đúng này luôn. Kêu quá to luôn. Cái xác nằm luôn đây đúng không? Quá cái xác nằm mới con này vừa nổ rồi. Bỏ ra sao? Đào mạnh đâu. Chân cơ mà. Tôi mất mẹ mất miếng ổi rồi. Còn chưa ăn xong. Kiếm được con này có mà bao nhiêu ổi. Ăn thua gì? Vừa ngày nó vừa với đuôi có thể đổi đầu hay đuôi thôi. Đấy, cái đầu to lắm, phình ra đây này. Đấy chưa, cái đầu to nhá. Thế là còn nằm đây rồi các bạn ơi. Ây da, anh em mình là hy vọng hôm nay lại kiếm được mối ăn đây rồi. Đấy. Mạnh lên xem nào. Xem có lỗ ở được, xem có lỗ nào không? Đi kiếm cái áo. Xem có lỗ nào không? Từ từ, cứ hết cái này đã. Không cầm cuốc nhỉ, cầm cuốc gần tí đẹp. Cầm cuốc mang tay mang mức thủ đi thôi. Họ từ sáng là chưa con nào mà chưa con rắn nào đâu. Cố gắng là rồi. Con này chắc được huy chương. Hy vọng là tìm cái lỗ đó, còn không biết lỗ anh mình sẽ không bắt nó. Phải lấy lỗ nó cơ. May thì may không dẫm vào đầu nữa, dẫm đầu mổ thì toi. Mất miếng ổi đấy, đừng có rắn này. Còn lỗ rồi. Ôi. Giờ mất dấu rồi này. Mất dấu rồi. Nghe thử xem. Ui. Đào mạnh xem em ơi. Sao bên này mới nhìn thấy rõ hơn này. Đấy các bạn này. Nó vừa mới nó vừa đập nghe tôi nghe xịch xịch chỗ này này. Thì phải nghe dò lại. Ui tính đào sạch ra xong rồi dò lại phát là biết ngay. Xong dò lại. Sao nào. Nếu ở đây nó cái chỗ bằng này mà có rắn nhỉ? Có chứ, nó đào. Ở đây nó đi nó xong nó ăn ủi nữa cơ, nhiều đào chuột lỗ. Lắm. Đào lỗ ăn chuột. Nếu nào có tiếng kêu ở đây là tài thật đấy. Ngoài đầu này nhiều chuột lắm. Đưa đây. Bới sạch ra nhá. Hy vọng là lỗ nó cụt. Ôi, giò lại ta. Đấy, sao nào. Cho cháu đấy. Thấy rồi. Hay lắm. Đấy rồi. Thấy rồi. Gần đây thôi. Mạnh đấy. Như vậy là gần lắm rồi. Đây, điểm này. Đấy. Xả mạnh nhá, anh em ơi, xả mạnh nhá. Xả mạnh nhá. Đấy, xả mạnh nhá.
đúng điểm này rồi. Đúng rồi. Xong rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. May. May hôm nay có kiếm được à? Cả ngày có chắc chắn là nằm đây không, cái này nó chạy mất ngay. Còn có tiếng kêu là chú thỏ nó còn đây rồi. Quá kinh luôn nhá. Cho thử xem nào. Sao muốn nổ bên này. Đấy. Được chưa, được chưa. Đấy sao nào. Thấy gì chưa? Gì? Gì? Nổ. Ui. Nó phi à? Nó phi ra. Ui. Ôi. Ra lỗ rồi. Kính nhắm. Đâu rồi. Đây, thấy lỗ rồi. Đâu có lỗ này. Thấy lỗ rồi. Đây, đây có lỗ nhá. Thấy lỗ rồi. Ôi, kêu kìa. Ôi. Cái cánh đuôi nhá. Ôi. Thằng. Hy vọng có anh em ơi. May quá hôm nay kiếm được rồi. Nghe thấy chứ. Nó phi đấy. Ô, nó phi kìa. Đấy, biết ngay mà. Đấy. Đảo mãi tới vỡ sâu thế gì nữa. Ui, con này nằm dưới này. Ui, nó mổ. Mổ nhá, cẩn nhá. Dùng tay vào nhá. Có cần mấy cái móc rắn không? Có. Đây. Cả buổi sáng là mới kiếm được ổ. Cho mạnh ra xong rồi xem có cây móc đây. Đưa cây đây. Cây đất. Rồi xem có rắn không. Chưa thấy rắn đâu cả. Đấy. Chưa thấy đâu cả. Tôi ôm. Ôi nó vừa mới nột xong. Vừa nột xong. Bây giờ làm sao cách nào mà nô ra cơ. Đây có cây rồi, nô ra. Kéo hết ra nhá. Úi giời ơi. Xong rồi. Nằm ngay dưới nước luôn nhờ. Quá kinh luôn. Ngon. Ngon rồi anh em. Đây. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Mẹ ơi. Úi giời ơi. Đầu này. Đầu có một con. Ui. Hai con. Ui là hai con. Không phải phi nó đang tròi ra thôi. Ui này. Ui. Hai con. Ui. Hai con. Ôi đâu phải đâu, còn con nữa. Con nữa kìa. Ừ ba con. Ba con. Ui cái đầu này. Cầm đầu nhá. Cầm đầu nó. Nó chịu ra luôn. Không nó không ra đâu, tức là nó đang ấy. Nó trườn vào trong rồi. Nó trườn vào bên trong. Ui giời ơi, ba con khoảng này, tao ba con nhá. Ngồi cả ba con ra này. Ui giời ơi, trời. Đây rồi. Đấy, lôi được ra rồi. Ui nhìn nó trong luôn này. Tinh. Ui. Đéo phải ba con. Ba con. Đó. Nhìn thấy nhiều đầu vậy mà. Ôi. Ui sổ. Ui cho xuống nước rửa xanh em ơi. Này, con này ba con nhá. Ui. Ôi giời ơi, phê chưa. Ôi ba con này. Ôi. Em bao nhiêu này? Quá phê luôn nhá. Quá kinh luôn. Ba con nhá. Nó quấn nhớ sổ ơi, nó nhìn nó. Ngon, phê rồi. Nó quấn nhau này. Ôi giời. Quấn tròn luôn này. Đây. Này. Quấn tròn con này. Ôi nó cuộn tròn nhau này. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Quá ghê luôn. Lấy túi. Ê anh muốn nùi lại đùa đây, lấy túi đây. Sang đây túi. Ui giời phê luôn anh em ơi. Ba con nhá. Ui mẹ ơi. Ba con. Kinh nhỉ. Bắt cho vào thôi. Bây giờ bắt từ con một cho vào thôi. Thả nó xuống. Đấy. Đừng thả nỗ lại vào nỗ. Đấy. Ui giời ơi. Nó chạy luôn mà. Chạy luôn bọn em quen nỗ rồi. Một con. Chú. Một con này. Quá ngon kinh luôn. Ngon rồi. Nó vô chưa ăn gỗ ổi ra vừa được rắn nha. Con này. Ui giời. Ba con này. Không có công hôm nay rồi. Đấy cây cào cái đuôi cây. Đây à? Đây. Ôi trời ơi. Xem con nào. Ui anh hết rồi. Hết rồi. Đừng cho tay vào nhớ đâu lấy cây chọi. Hết rồi anh ạ. Đi tìm tiếp em ơi. Đây gọi này. Đây xác này. Xác một này. Nhưng mà phát hiện ra luôn trong đấy còn cầm mấy giỏ bắt được luôn nhỉ. Cầm cái túi đây. Đi em ơi. Giỏ tiếp. Đi anh giỏ tiếp xem con nào mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Mọi người thấy hay đăng ký kênh này chia sẻ hộ cho anh em mình nhá. Đi em ơi, giỏ tiếp đây.